Tại sao thằng chồng con khi biết con có bầu nó quăng mà. Ủa sao quăng má? Nói từ hồi đẻ bé hoài là nó đi thắt ống dẫn tinh rồi, làm sao có bầu được. Ủa mẹ, mẹ đang nói linh tinh gì vậy? Cái gì mà thắt ống dẫn tinh? Ai? Ai thắt ống dẫn tinh? Thằng Lợi với ai? Bởi vậy nè, nghe mẹ hỏi nè, nếu mà lỡ dạy dỗ ra thì nói cho mình biết đi. Cô đã giết người đó. Cô cố tình tông xe cho con của người ta kìa. Cô không có tông, cô chỉ chạy lướt qua thôi. Mà nó hết tất cả quá khứ của tôi rồi, giờ sao ta? Hay là tôi cũng buộc miệng nói ra cái quá khứ của bà cho tất cả mọi người nghe. Có qua có lại mà. Nhưng mà bây giờ tôi đang suy nghĩ là tôi không biết nên nói cho ai nghe trước, chồng bà hay là con bà. Ê, chồng bà đi nghe.